Bên em vừa về một mẫu xe này các nhé. Thì đây là một mẫu xe mà bán cho người nghèo. Đấy, em bên em là vẫn là một chợ ô tô cỏ Hải Dương. Thì em livestream em vẫn nói là bán cho người nghèo. Bên em Xuân Hùng mua bán ô tô cũ trên toàn quốc, mua bán tất cả các dòng xe vài chục triệu đổ lên và bán cho những người có thu nhập thấp cũng đã có thể mua được xe ô tô. Đấy, em là chợ xe cỏ đấy nhá. Em xin phép ngoài lề một chút. Chợ xe cỏ Hải Dương, địa chỉ 1.45 Võ Nguyên Giáp, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và số điện thoại là 0896108883. Em bán xe trên Facebook, Fanpage, YouTube. Và em luôn luôn ngày nào cũng lên phát trực tiếp trên Facebook và trên YouTube vào lúc 20 giờ tối. Quý vị anh chị nào có nhu cầu xem xe trực tiếp thì hãy vào khung giờ 8 giờ tối để lên sóng trực tiếp để chúng ta gặp nhau thường xuyên nhé. Mẫu xe này là đời 2007 đây. Đấy, đây là chiếc xe Matiz đời 2007, phiên bản số sàn biển Hà Nội, biển Hải Dương, xin lỗi bác, là biển Hải Dương. Đấy, đời 2007 bản SE biển Hải Dương nhé. Màu sơn xanh cốm. Và mẫu này thì chỉ có vài chục triệu thôi. Các bác có thể xem qua một vòng này. Mắt đèn sáng này, rồi sơn xi đẹp, nội ngoại thất ngon, máy ngon, gầm lại chắc chắn. Và chiếc này đăng kiểm còn rất dài. Đấy các bác nhá, sơn xi con này thì đẹp rồi, không phải nghĩ rồi. Xe chỉ vài chục triệu thôi mà nó đã đẹp như thế này rồi các bác. Vâng ạ, em bán xe cho người nghèo nhá. Đấy, nội thất đây, ngon lành sạch sẽ hết, không có một vấn đề gì cả, các bác mua về chỉ sẵn đi thôi. 2007 và em đang bán chiếc này với giá là 58 triệu đồng. Keo chỉ xe này gần như là còn zin nguyên hết các bạn. Đấy, sơn phi nội ngoại thất đẹp. Đấy, nội ngoại thất đây. Các bác có thể xem là nội ngoại thất đẹp luôn nhá. Đây, táp đi táp lô đẹp sạch sẽ này. Mắt đèn còn rất sáng. Đấy, chiếc Matiz đây. Đấy, Daewoo Matiz này. Biển 34 Hải Dương nhá. Được chưa? Đây ạ, xem nội thất bên trong này. Đấy, ok luôn các bác này, nội thất bên trong. Xe sạch sẽ gọn gàng. Về sẵn đi thôi. Một chiếc xe Matiz đời 2007, xe tư nhân biển Hải Dương. Và chiếc này thì em đang bán là 58 triệu đồng các bác nhé. 58 triệu đồng. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0896108883. Em Xuân Hùng là ở chợ xe cỏ Hải Dương. Đấy các bác ạ, là răng sắt thôi nhưng mà lốp thì rất là mới, dày dặn. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1 2023. Được chưa? Ok nhá các bác nhá. Nhà em còn rất nhiều các mẫu xe khác nữa nếu các bác nào đang có nhu cầu. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.